Hoài Linh hé lộ sự thật không ai biết về Cẩm Ly. Hoài Linh cho biết anh rất thương Cẩm Ly vì cô là người kín tiếng và giản dị. Trong một live show riêng của ca sĩ Cẩm Ly mới đây, có một món quà đặc biệt dành cho cô là đoạn clip ghi lại những tâm sự của nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân về Cẩm Ly. Trong đó, Hoài Linh đã tiết lộ những điều khiến anh quý mến người em trong nghề. Anh gọi nữ ca sĩ là cô em gái Cẩm Ly của tôi. Hoài Linh khẳng định, trong nghề này chỉ có một vài người tôi thương thực sự, Cẩm Ly là một trong số đó. Anh nhấn mạnh mình không ca ngợi, tán tụng hay nịnh hót Cẩm Ly vì cả hai mạnh ai nấy sống, cơm ai nấy ăn. Hoài Linh lý giải, mình và Cẩm Ly đều có tướng khắc khổ và khổ giống nhau vì cả hai đều là thứ tư trong hai gia đình. Theo nam nghệ sĩ, mọi người chỉ nhìn thấy Cẩm Ly hào nhoáng bên ngoài nhưng chưa ai nhìn thấy những cảnh mà anh từng nhìn thấy về đàn em của mình. Cẩm Ly ở trong nhà, bước vào nhà mà tìm được cô ấy cũng hơi khó. Ở nhà, Cẩm Ly mặc những bộ đồ rất giản dị, người nhỏ con, thoăn thoắt đi lại làm đủ mọi việc trong nhà nên tôi nhìn không biết đâu là cô ấy. Một điều nữa tôi quý ở Cẩm Ly là một người rất kín tiếng. Cô ấy không bao giờ dùng scandal để tạo tên tuổi, cũng chẳng cần nịnh nọt, xe xua gì ai hết, sống rất bình dân, giản dị, dù là người có tiền, Hoài Linh tâm sự. Anh cũng cho rằng mỗi người đều có một cách sống của riêng mình, miễn sao thấy vui là được. Anh và Cẩm Ly hợp nhau vì hai anh em tôi đều sống giản dị, chân chất bình dân. Sự bình dân này là bản chất nằm trong máu chúng tôi rồi. Và bản tính của Cẩm Ly vốn bình dân sẵn dù nên trong câu hát của cô ấy không có gì học thuật nhưng vẫn truyền tải được nhiều cảm xúc cho người nghe. Do đó, anh cho rằng bà xã của nhạc sĩ Minh Vi vẫn nên giữ cái chất bình dân của riêng mình chứ không cần thay đổi. Cẩm Ly chỉ cần dùng sự yêu thương của khán giả để truyền tải bolero lại cho lớp trẻ yêu cô lại càng là điều tốt hơn. Nghe những chia sẻ của Hoài Linh, Cẩm Ly bày tỏ sự xúc động. Cô tiết lộ khi mình bị bệnh thường hay lên nhà thờ tổ cúng và cứ gặp danh hài Hoài Linh là ôm khóc, than buồn. Những lúc như thế, anh Hoài Linh lại động viên tôi, mày khùng quá, cứ để từ từ anh phấn cho. Anh Hoài Linh rất thương tôi, câu cửa miệng của anh ấy là, tao thương mày nhất đấy, không thương mày thì thương ai. Biết được tình cảm anh ấy dành cho mình như vậy là rất hạnh phúc rồi, chị Tư chia sẻ.